Hello, bây giờ là khoảng 7 giờ sáng và mình đang chuẩn bị ra khỏi nhà. Hôm nay tụi mình sẽ có một chuyến đi Đà Lạt bằng xe hơi. Mình sẽ chuẩn bị cà phê ở nhà để mang theo lên trên xe. Và hành trình của tụi mình thì đầu tiên mình sẽ phải đi qua bên quận 2 đón A Dinh. Nhưng mà may là nhà A Dinh cũng đâu đó gần cao tốc á. Rồi mình sẽ đỡ thêm một người bạn nữa là Hiệu, ông anh thích nấu ăn. Hôm nay thì tụi mình sẽ đi du lịch 6 người. Các bạn chờ đón hành trình của tụi mình nha. Thật ra là vẫn chưa đóng gói hành lý xong. Quân thì sẽ mang theo PlayStation để chơi. Còn mình thì sẽ mang theo một số đồ để unbox. Trong đó bao gồm một bộ mô hình của PubMed mà mình mới vừa nhận, không có kịp unbox ở Sài Gòn. Hôm nay hành lý của tụi mình thì chỉ có một cái vali nhỏ như vậy thôi. Tại vì chuyến đi này chỉ có 4 ngày 3 đêm. Bình thường thì mình chỉ pha cà phê trong một cái ly nhỏ cỡ 350 400 ml thôi. Nhưng mà do hôm nay đi du lịch cho nên mình sẽ pha trong một cái ly to. Ly này là khoảng 1 lít quá, nhiều lắm, khoảng 2 ly bình thường. Pha cà phê thì ngày nào mình cũng muốn latte hết. Latte đầu tiên mình sẽ đánh sữa. Có thể sẽ phải đánh sữa 2 lần. Cái cốc đánh sữa này nó chỉ đánh được cho một ly thôi. Nhiều quá nó sẽ tràn ra ngoài. Thêm một xíu đường để cho cái này nó bông lên. Mình sẽ pha cà phê bằng cái máy espresso này. Mình xài máy này chắc khoảng được hơn 2 năm mất. Sau khi đã xài và thấy cái sự tiện lợi của nó thì hầu như là mình rất ít khi nào pha cà phê phin. Mình sẽ dùng những cái viên cà phê mua sẵn như vậy. Cái viên này thì cũng tốn nha. Ví dụ như hôm nay mình pha 2 ly cho nên mình sẽ dùng 2 viên. Hôm nào mà uống nhiều mình cũng sẽ uống khoảng 2 viên. Còn bình thường thì chỉ một viên là đủ. Nhiều lắm. Mỗi một viên thì nó sẽ có hương thơm hơi khác nhau. Chỉ việc cho viên vô đây, bấm nút. Sau đó thì bấm nút. Một viên mình gọi là một shot. Espresso thì nó sẽ tầm 40 ml. Nếu mà mình muốn chiết xuất nhiều hơn á, thì mọi người bấm ở bên nút to này. Nút to thì nó sẽ chiết xuất khoảng 100 ml. Còn cái nút bên này thì chỉ khoảng 40 thôi. Mà cũng tùy viên nữa. Ví dụ như cái viên này của mình á, thì 40 là ok, 40 là nó sẽ ngon. Mình làm 2 viên cho nên là mình sẽ bỏ thêm 1 viên nữa. Nè, lúc nào nó cũng sẽ có một cái lớp bọt tự nhiên á. Thơm lắm, cái này mà các bạn ngửi được. Nè, qua màn hình các bạn không thể ngửi được. Nhưng mà nếu các bạn có thể ngửi thì nó rất là thơm. Mình đã tới chỗ chung cư nhà A Dinh rồi nè. Bây giờ tụi mình sẽ ở đây đợi A Dinh xuống, xong rồi đợi Hiệu qua tập hợp ở đây xong rồi cùng đi luôn. Trời ơi, đi có 4 ngày thôi đó Dinh. Là chuẩn bị hành trình đi Đà Lạt 5 ngày 6 đêm đúng không chị? 4 ngày. Quá ok, bây giờ mình đã gặp A Dinh rồi và vali thì cũng chất tạm tạm rồi cho nên tụi mình quyết định sẽ xuất phát luôn và gặp Hiệu ở trạm dừng ở trên cao tốc. Đáng lẽ là mình đem 5 cái vali theo nhưng mà chị Châu nói là Châu đã đem 7 cái rồi cho nên là mình 3 cái là chẳng 10 cái thôi. Hôm nay là thứ tư mà cao tốc rất là kẹt xe luôn. Từ đầu cao tốc cho đến đây là vẫn còn kẹt nha. Thấy khá là đông xe không mọi người? Ở trên xe này có đến 2 người đang quay phim, quay clip cho nên là sẽ bị tiếng nói chồng chéo với nhau. Ai chồng chéo hồi nào vậy chị?
Hello các bạn, đây là một cái chiếc clip đầu tiên mình quay phần có camera. Tưởng mình chỉ có camera. Tưởng mình chỉ biết quay clip. Có một số bạn đã rẽ qua đây để đi Vũng Tàu rồi, cho nên chúng ta còn ở đây. Ở đây thì đi Phan Thiết và Đà Lạt. Mỗi lần mà đi cao tốc á, mình rất là thích quay ở ngoài đường như thế này. Kiểu các bạn sẽ thấy nó hơi chán, nhưng mà mình thích nhìn ra đường như thế này nè, kiểu mây trời xong rồi đẹp lắm. Sẽ có những cái đoạn cao tốc nó rất là thoáng, nhìn rất là dễ chịu. Xong rồi trước mắt mình còn có mấy bé mô hình school panda nữa nè. Hello, bây giờ tụi mình đã vào trong trạm dừng chân rồi. Trạm dừng chân cao tốc Long Thành Dầu Giây, tụi mình sẽ ở đây 2 ngày. Tụi mình sẽ ở đây ăn sáng xong rồi đợi Hiệu và chút hồi tụi mình sẽ đổ xăng luôn. Ok, bây giờ tụi mình sẽ xuống xe vào trong để kiếm cái gì ăn trong lúc đợi. Mình sẽ ăn ở quán này nha. Thì mình sẽ ăn mì gói là dễ ăn nhất. Đồ ăn ở đây thì tầm 70 cho đến 90 ngàn một phần nha. Tụi mình hẹn gặp nhau ở trạm dừng. Bây giờ thì Hiệu và hai vợ chồng Hiệu tới rồi. Quay lại thì cho em xin 50% doanh thu nha. Nếu clip YouTube này có doanh thu. Buổi đi ăn này một là sẽ được bíp rất nhiều, hai là sẽ tắt tiếng luôn, tại vì mọi người nói chuyện với nhau bằng những ngôn ngữ không bằng những ngôn ngữ không được bỏ lên mạng xã hội. Mà nó giận rồi, nó giận ai Vinh rồi. Nhìn ai Vinh đáng sợ quá. Bây giờ idol cũng qua hết trơn. Qua cô Châu không? Hi ơi, Hi ơi, đi đi lên Đà Lạt nha, đi Đà Lạt nha. Đòi hả? Đòi. Bây giờ mình sẽ bỏ bớt vali của A Vinh từ bến xe mình qua xe Hiệu để cho nó rộng. Hôm nay đến với chuối vali của mày. Bây giờ là khoảng 10:20 thì tụi mình sẽ bắt đầu xuất phát từ trạm dừng chân cao tốc đi lên Đà Lạt. Hy vọng là đến Đà Lạt thì sẽ tầm 2 giờ, 2 giờ rưỡi để mà lấy phòng luôn. Tính ra là cái vlog đi Đà Lạt nhưng mà nãy giờ chắc hết nửa clip rồi đó mà vẫn chưa có mới tới trạm dừng chân. Tính là đi chơi 3 ngày đó, nhưng mà 3 ngày thì thấy hơi nhiều quá, 5 ngày đi. Vẫn còn phải đi đổ xăng nữa nè mọi người. Chưa thật sự là khởi hành luôn đó. Này, phải dừng vô đây đổ xăng. Bình thường thì tụi Châu sẽ xuất phát khoảng tầm 3 giờ đêm. Thì tầm giờ này là đã lên tới Đà Lạt rồi, nó sẽ đỡ nắng, đỡ nóng hơn. Nhưng mà hôm nay thì xuất phát hơi trễ, nên là bây giờ thì vẫn còn đang trên đường. Rất là nắng nha. Thật ra Châu nghĩ là nếu mà mình đi Đà Lạt thì mình nên xuất phát ra rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh khoảng tầm 3-4 giờ sáng á, thì nó sẽ tiện hơn, nó sẽ đường đi nó sẽ đỡ mệt hơn. Tuy nhiên là đến Đà Lạt sớm quá thì có thể là các bạn sẽ chưa có lấy phòng kịp á. Bây giờ mình làm gì trên xe cho tới khi lên Đà Lạt đây? Xe 4 người thì mình làm gì? À, đã có một người ngủ rồi. À, các bạn biết không, khi mà mình quay YouTube á, mình không có thể bật nhạc trên xe. Bây giờ mình phải tắt. Mình phải tắt xong rồi mình mới bật nhạc được. Chị uống bài nào em hát cho chị nghe một bài. Hát bài Dẫu Có Lỗi Lầm đi. Cái gì chị? Dẫu Có Lỗi Lầm. Dẫu có lỗi lầm, đúng không chị? Lần này thì tụi mình sẽ đi đèo Gia Bắc nha.
Mọi lần thì mình rất là hay đi đèo Đại Ninh. Lần đầu tiên mình đi Đà Lạt bằng đèo thì hôm đó tụi mình chạy chiếc xe 7 chỗ và trong xe cũng có 7 người luôn. Và tụi mình đi đèo Gia Bắc thì nó rất là ám ảnh, tại vì cái đèo nó quằn quèo. Xong rồi lúc đó thì Quân mới vừa lấy bằng lái xong, tụi mình lần đầu tiên đi Đà Lạt và đi phải cái đèo đó thì kiểu lần đầu tiên nên rất là ám ảnh. Xong rồi kể từ đó tụi mình không bao giờ đi đèo Gia Bắc nữa, mà chỉ toàn là đi đèo Đại Ninh thôi. Đèo Đại Ninh á, là quốc lộ 28B, còn đèo Gia Bắc là quốc lộ 28. Thì đó, hôm nay tụi mình quyết định sẽ đi đèo Gia Bắc để xem là sau một năm mấy đi lại đèo này thì cảm giác nó có còn giống như hồi đó nữa hay không. Đây là cái đường chuẩn bị lên đèo Gia Bắc nè. Hồi bữa tụi mình đi thì ở đây người ta có chăn bò, người ta hay thả con bò đi ra giữa đường lắm. Để chút nữa gặp con bò mình sẽ quay cho các bạn xem. Đèo này vắng nha mọi người, và siêu đẹp luôn. Cái gimbal lắc không kịp với nó luôn, nó sẽ tùm lum hết. Với lại quay ở đây thì nó hay bị chá cái gương, cái kiến, cho nên là các bạn sẽ không thấy rõ. Nhưng mà nếu mà các bạn đi cung đường này thì nhiều cây xanh và đẹp. Nhưng mà mình vẫn chưa lên tới đỉnh đèo nha, mình chỉ đang trên đường lên thôi đó. Rất nhiều đường cong. Hết mưa rồi nhưng mà vẫn còn ở trên đèo. Đường ẩm ướt và rất là mát. Đã tới đèo Grand rồi và cũng rất là mưa nha. Nãy giờ trên đường tụi mình đi thì cứ mưa hoài vậy đó. Không biết là 4 ngày ở Đà Lạt thì có được tạnh mưa để đi chơi hay không. Hello, bây giờ tụi mình đã tới homestay rồi nè. Xe thì đậu bên ngoài và homestay này rất là rộng luôn. Mình sẽ đi quay cho mọi người coi. À, căn này là của Hiệu với lại Duyên mua. Ok. Yeah, tụi mình sẽ được ở free 4 ngày 3 đêm. Đây là phòng của tụi mình tối nay. Vì là người già nhất cho nên mình được ưu tiên ở cái phòng ở dưới tầng trệt. Có toilet bên trong nè. Xong rồi ở đây thì mở cửa ra nhìn ra vườn. Còn đây là khu vực bếp. Ông Quân thì vẫn đam mê và đang lắp đặt PlayStation để mà chơi trong những ngày mưa như thế này. Bây giờ mình sẽ đi lên lầu để cho các bạn xem cái nhà này. Phòng master, còn có cả một cái tivi. Hello, bây giờ khoảng 7 giờ tối, tụi mình sẽ đi ăn lẩu bò. Sau khi mọi người đã về nghỉ ngơi, tắm rửa thì bây giờ kiểu sạch sẽ thoải mái rồi và cũng nghỉ ngơi được một chút cũng đỡ mệt á. Nên tụi mình quyết định sẽ đi ăn lẩu bò. Ngoài trời bây giờ thì khá là lạnh.
Trời ơi, chị review chi phải chỉ miếng bò vô camera vậy nè. Góc này góc xấu lắm luôn á chị. Xấu thiệt. Chị giấu ừ. Ôi, làm ơn chị cắt là quay lại góc này ăn được. Góc xấu lắm. Cầm nhìn cho. Buổi tối về nhà thì ngồi coi TV, order đồ ăn về bà. Tối đó thì muốn ăn trái cây, tại vì mang tên lên sale. Ngồi order thêm trái cây xong rồi tụi mình coi phim ma. Cái xoài rất là ngọt. Em ăn đi. Nó ngọt cái tên thanh thanh rất là dễ chịu. Ngọt ơi ngọt quá. Em order. Nếu có một cái gì đó thích lệ thôi đây nè. Chua, lỗi luôn. Nhưng mà ổi thì ngược lại rất là mềm. Chua rồi.